Chào các bạn, lại là mình Triệu Nguyễn Huyền Trang đây. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2023 và mình lên video này bởi vì đây là một ngày rất đặc biệt đối với mình. Các bạn thì sao? Các bạn có ngày đặc biệt nào trong cuộc đời không? Nếu như được hỏi như vậy, chắc là các bạn sẽ nghĩ đến ngày sinh nhật, nghĩ đến ngày mà các bạn gặp gỡ một ai đó, ngày mà chúng ta đạt được một thành tích, một thành tựu gì đó trong cuộc sống. Đối với mình thì ngày 15 tháng 12 của năm ngoái là một ngày rất đáng nhớ bởi vì buổi hôm đó mình đã gặp gỡ các bạn trẻ Gen Z để tập hợp nhau lại và thành lập doanh nghiệp xã hội Yên Văn. Các bạn có ước mơ nào trong cuộc đời không? Chắc có đúng không? Mình cũng thế, mình có rất nhiều ước mơ lớn bé to nhỏ khác nhau và xuất hiện theo rất nhiều các thời điểm. Nhưng dù ước mơ đó là gì thì mình thấy có hai điểm chung. Điểm chung thứ nhất đó là điều rất khó để thực hiện, và điểm chung thứ hai, để theo đuổi được ước mơ thì không chỉ cần một bản thân mình mà cần phải có rất nhiều người đồng hành. Cách đây mấy năm thì mình đã bắt đầu một dự án có tên là Văn Học Yêu Lại Từ Đầu. Mình thực hiện từ năm 2021 đúng vào ngày 20 tháng 11 bởi vì mình có một khao khát ủng hộ chủ trương học văn đúng nghĩa, không học vẹt, không học thuộc, không chép từ văn mẫu, và chủ trương này đến từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục của chúng ta là thầy Nguyễn Kim Sơn. Và sau đó thì mình cũng rất muốn đồng hành cùng các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại tình yêu với môn ngữ văn, một môn học mà đã bị rất nhiều tiếng xấu, đã gặp rất nhiều định kiến. Nhưng các bạn biết đấy, các dự án thì đều chỉ có một khoảng thời gian nhất định, chưa kể thì mình lại không phải là một cô giáo dạy văn. Mình là giảng viên ngành truyền thông của Viện Ngoại giao và chuyên môn chính của mình đó là làm truyền thông. Sinh viên ngoại giao chúng mình đã được dạy một điều rất quan trọng ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, đó là ba giá trị: năng động, sáng tạo và tầm nhìn. Và đối với mình, tầm nhìn có nghĩa là mình đang đứng ở đây nhưng luôn phải nhìn về tương lai để có dự liệu cho tương lai đó, để có sự chuẩn bị nhất định. Thế thì ngay từ khi bước sang mùa thứ hai của dự án văn học, mình đã biết mình không thể gắn bó lâu dài với dự án này. Không phải bởi vì mình không yêu văn hoặc là mình đã kiệt sức, mà vì mình cần phải dành thời gian cho những giai đoạn phát triển tiếp theo trong sự nghiệp. Và đương nhiên rồi, nếu như mình vẫn muốn tiếp tục thực hiện ước mơ thay đổi cái tư duy học văn thì mình sẽ cần phải xây dựng một đội ngũ. Và đó lý do mà Yên Văn ra đời. Khi nói về một công ty, nói về một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến lợi nhuận, nghĩ đến tiền. Có một câu rất là quen thuộc là phi thương bất phú, không biết các bạn đã nghe chưa? Thế thì Yên Văn ấy là doanh nghiệp xã hội. Và doanh nghiệp xã hội có hai đặc trưng cơ bản. Đầu tiên là doanh nghiệp đó vẫn phải có hoạt động kinh doanh để kiếm ra tiền, để có doanh thu, có lợi nhuận. Thế không có tiền thì làm sao mà duy trì được doanh nghiệp? Nhưng nếu như mà chỉ chăm chăm vào tiền và lợi nhuận thôi ấy, thì nó sẽ không phải là doanh nghiệp xã hội. Sự ra đời của một doanh nghiệp xã hội là để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong xã hội. Mình là người sáng lập của Yên Văn và đối với toàn bộ công ty thì chúng mình đều nhất trí đồng lòng một điều, đó là chúng mình ra đời và muốn trở thành một công ty, một doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam trong việc thay đổi tư duy dạy và học văn. Các bạn sẽ không còn tìm thấy những nội dung văn mẫu, các bạn sẽ không còn tìm thấy những bộ đề thi mẫu, kể cả những ấn phẩm, những cuốn sách mà chúng mình cho ra mắt cũng rất là mỏng và có rất nhiều hình ảnh đẹp. Tất cả mọi thứ này chúng mình làm đều chỉ để đưa văn vào đời và giúp các bạn biết môn văn không hề đáng sợ. Qua một năm thì Yên Văn cũng đã lớn lên rất là nhiều. Y như một đứa trẻ con, lúc mà chúng mình mới thành lập công ty thì mọi thứ còn rất là sơ khai. Bây giờ công ty vẫn chưa có văn phòng, bởi vì cái số vốn mà mình, bản thân mình đầu tư vào cũng không nhiều, mình cũng chỉ là một cô giáo. Trong suốt những năm qua thì mình vừa đi dạy, mình vừa làm truyền thông và cũng có tiết kiệm được một số tiền tích lũy, thay vì là đi du lịch hoặc là mua xe hoặc là đầu tư cái gì đấy, thì mình quyết định là sẽ thành lập Yên Văn. Và cái cơ hội này giúp cho mình gặp gỡ với các bạn Gen Z cũng đã tạo ra được khá là nhiều giá trị cho cộng đồng. Không biết là cơn gió nào đã đưa các bạn đến đây, nhưng thôi, đằng nào các bạn cũng đã ở đây xem rồi, nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cấu trúc của Yên Văn. Biết đâu sau này các bạn có thể trở thành một mẩu của Yên Văn, hoặc các bạn trở thành khách hàng, thành độc giả của Yên Văn. Thậm chí các bạn cũng có thể thành lập một doanh nghiệp xã hội tương tự để các bạn cùng với những người trẻ của Việt Nam thúc đẩy sự thay đổi của đất nước. Và đối với Yên Văn thì chúng mình có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là những giải pháp có lợi nhuận, tức là chúng mình sẽ cần phải kinh doanh để có doanh thu để duy trì công ty. Đầu tiên là chúng mình làm thiệp văn học. Ý tưởng này xuất phát từ việc các bạn sẽ không dùng những tấm thiệp có tiếng nước ngoài
mà hãy dùng những tấm thiệp mà trên đấy có những cái bức vẽ mang những dấu ấn của Việt Nam, có những cái bức họa mang nét văn hóa, mang những thói quen trong đời sống, những cái phong cảnh làng quê Việt Nam, hoặc các bạn sẽ kết hợp cùng với cả thơ ca, những cái câu thơ rất là sâu sắc và có rất nhiều tầng lớp ý nghĩa. Thực tế là những tác phẩm văn học mà các bạn được đọc ấy, nó đi ra từ cuộc sống, mà trong cuộc sống của người Việt thì sẽ có văn hóa, có phong tục tập quán, sẽ có những thói quen, có những cái hệ giá trị. Và khi mà những cái nét đẹp đó được đi vào trong văn học, bây giờ nó bị phủ bụi ở trong trang sách ấy, và Yên Văn làm một cái việc đó là đưa nó ra vào cuộc đời, đưa nó vào những tấm thiệp và giúp các bạn trao gửi đi những cái lời yêu thương, những lời động viên chia sẻ. Và lúc này văn học nó chính là một sức mạnh và tinh thần để giúp các bạn động viên người khác hoặc động viên chính mình. Thì đó chính là quá trình ra đời của thiệp văn học. Bên cạnh thiệp văn học thì chúng mình còn có một giải pháp nữa có lợi nhuận, đó chính là học liệu tinh gọn. Học liệu tinh gọn không chỉ có sách đâu các bạn, sau này chúng mình còn có game, còn có flashcard, còn có những cuốn sách điện tử, ebook nữa cơ. Thế nhưng mà để từ từ, tại vì cần phải có thời gian để nghiên cứu và phát triển chứ, làm sao mà làm ngay được. Làm ngay được ấy thì khả năng cao là sản phẩm sẽ không chất lượng đâu. Cuốn văn học cách mạng theo dấu ước mơ mà chúng mình đã chuẩn bị 8 tháng, khoảng độ 8 bạn cùng làm việc với nhau. Như bình thường các bạn nghĩ đến sách tham khảo môn văn thì sẽ thấy văn mẫu có 99 bài văn hay, những cuốn sách dày cộp, nặng trịch và toàn chữ là chữ. Nhưng đối với Yên Văn ấy, không, các bạn không cần nhiều như thế. Thực ra là các bạn rất thông minh, Gen Z thông minh hơn những thế hệ khác chắc chắn luôn. Thế thì khi mà một người thông minh ấy, người ta không cần học nhiều, nhưng mà cái việc học nó phải có sự gợi mở. Gợi mở để họ sáng tạo, để họ tư duy, để họ có chính kiến. Và sau đó sẽ cần phải có hình ảnh đẹp để phát triển khiếu thẩm mỹ, để phát triển về mặt tâm hồn, để mình biết được điều gì là đẹp, điều gì là xấu. Thế thì đối với những cuốn học liệu của Yên Văn, tất cả những ấn phẩm mà chúng mình làm, chúng mình đều yêu cầu một điều đó là đẹp. Phải đầu tư thời gian để thiết kế về mặt thẩm mỹ, để nó mãn nhãn, kể cả chất lượng giấy cho đến hình vẽ. Mình sẽ có những video khác để chia sẻ về những học liệu này, về cách mà chúng ta khai thác hiệu quả. Nhưng mình chỉ muốn nhắc các bạn một điều là Gen Z thông minh thì học tinh và viết gọn. Học tinh tức là học có chọn lọc, biết hệ thống hóa kiến thức để không cần phải học thuộc, không cần phải nhớ quá nhiều. Tôi chỉ cần nhớ khoảng một vài thông tin quan trọng, nhưng mà vào trong phòng thi tôi có đầy cảm xúc, tôi có đầy cảm hứng và dữ liệu để tôi viết ra, bởi vì tôi biết cách để sâu chuỗi tất cả những cái trải nghiệm và những cái hiểu biết mà tôi đã có trong suốt quãng thời gian mà tôi sinh sống. Ngoài ra thì các bạn cần viết gọn, tức là đừng viết dài dòng, viết hàm xúc thôi, viết cô đọng thôi. Nhiều khi ấy, viết gọn, viết ít nhưng mà lại có ý sâu xa mới là người giỏi, mới là người có tư duy sâu sắc và rành mạch, chứ không phải là một người viết tràng lang đại hải. Thế với cái niềm tin là Gen Z thông minh thì học tinh viết gọn, và chúng mình đã phát triển bộ học liệu tinh gọn. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi, bởi vì chúng mình sắp ra mắt một cuốn ebook có tên là Theo chân văn học đi dọc Việt Nam. Nếu như cuốn đầu tiên là văn học cách mạng, nói về lịch sử và văn học, thì ở cuốn tiếp theo sẽ nói về địa lý và văn học. Và đây cũng là một cuốn ebook mà mình tin rằng sẽ giúp các bạn kích thích tất cả những cái giác quan để chúng ta sẵn sàng phân tích tất cả mọi đề văn mà các bạn gặp trong quá trình các bạn đi thi, quá trình các bạn học. Thế bên cạnh những giải pháp có lợi nhuận, có doanh thu, thì Yên Văn sẽ có những giải pháp phi lợi nhuận, tức là hoàn toàn vì cộng đồng. Để nói về hoạt động phi lợi nhuận đi, thì chúng mình sẽ tổ chức cuộc thi viết, các cuộc thi sáng tạo, hoặc chúng mình sẽ tặng quà, tặng thiệp cho các bạn học sinh và thầy cô giáo, tặng sách nữa. Trong năm vừa rồi chúng mình có tổ chức cuộc thi viết muôn sắc quê hương, và cuộc thi này cũng rất là tốn kém, cũng may được các doanh nghiệp hỗ trợ ít nhiều. Thế thì Yên Văn tập trung tổ chức cuộc thi viết để giúp các bạn nhận ra một điều ấy, đó là để viết văn tốt thì phải có trải nghiệm, chứ không phải là có văn mẫu hay, không phải là chép từ người khác, mà phải có trải nghiệm, phải có sự quan sát. Trong năm mới thì Yên Văn còn phát triển được cả thư viện số, tức là cái nơi tập hợp những cái tài liệu tinh gọn, những tài liệu hay mà chúng mình muốn giới thiệu các bạn, để các bạn biết cách học văn hiệu quả và dễ dàng hơn, chủ động hơn, không cần phải đợi chờ văn mẫu gì nữa. Đối với nhà sáng lập như mình thì Yên Văn không phải là một nơi để mình làm giàu, không phải là một nơi để mình tìm kiếm sự nổi tiếng, mà đấy là một nơi để mình trưởng thành. Mình trưởng thành cùng với các bạn trẻ Gen Z, mình trưởng thành cùng với ước mơ của chính mình, làm sao để học sinh Việt Nam sẽ không còn sợ môn văn nữa, thầy cô dạy văn sẽ không còn bị áp lực là học sinh ghét môn học của mình, học sinh khó chịu môn của mình. Có một câu nói mình rất là thích là bạn không thể trao người khác cái gì mình không có được. Ví dụ như khi các bạn đọc những cuốn sách này, các bạn cảm thấy nhiều cảm hứng, thật ra là chính chúng mình là những người biên soạn,
chúng mình cũng có rất nhiều cảm hứng khi mà tiếp cận với tác phẩm văn học. Trong suốt quá trình làm việc ở Yên Văn thì mình có một điều rất may mắn, đó là gặp gỡ các bạn trẻ Gen Z rất nhiệt huyết với công việc. Vì năng lực ấy, các bạn cũng còn rất là nhỏ và còn non lắm. Trong quá trình làm mình phải sửa bài nhiều lắm và mắng rất nhiều. Thật sự, các bạn nhìn thấy mình ở trên YouTube hoặc là nhìn thấy mình đi trong sân trường thì nghĩ là ôi, muốn học cô Trang. Nhưng mà đừng các bạn ơi, mình rất khó tính, rất là khó tính và đòi hỏi rất là cao và liên tục thử thách các bạn đó để các bạn ấy phải bứt phá. Nên là khi làm việc với mình thì hầu như mọi người đều bị áp lực. Yên Văn tròn 1 năm tuổi và cũng có rất nhiều bạn đã đồng hành suốt 1 năm luôn, đi từ những ngày đầu đến bây giờ. Thế thì mình rất là biết ơn điều đó và các bạn đến từ mọi miền Tổ quốc luôn ấy, kể cả làm online ở trong miền Nam. Và mình còn nhớ mãi một kỷ niệm như thế này, đó là khi Yên Văn làm một cái series Sức Trẻ, làm podcast, chúng mình đã mời được các bạn trong công ty và ba miền đều góp giọng. Tức là trong cái podcast đó có cả giọng miền Bắc, cả giọng miền Nam, cả giọng miền Trung. Và các bạn biết cái khoảnh khắc đấy, kiểu mình bị đóng băng ấy, khi mà nghe cái bản rap của cuộc tập podcast đấy, mình ngồi khóc một lúc. Mình tự hỏi một câu là, đó là nếu như 50 năm trước người trẻ Việt Nam, người dân Việt Nam không quyết tâm đánh đổi rất nhiều xương máu để thống nhất đất nước, thì làm sao mà có một tập podcast có đủ ba giọng, ba miền tham gia như thế? Miền Trung, miền Nam, miền Bắc đều có. Những người tiền nhân của chúng ta, các thế hệ cha anh, họ đã phải đánh đổi những gì để họ theo đuổi được ước mơ độc lập. Và từ cái khoảnh khắc đó thì mình đã biết là cuốn sách đầu tiên của Yên Văn khi ra đời sẽ cần phải viết về điều gì. Thế là chúng mình đã viết về văn học cách mạng theo dấu ước mơ. Thật sự, có những khoảnh khắc trong quá trình làm việc mà mình nghĩ là nó sẽ theo mình suốt cuộc đời. Kiểu nó khiến mình phải suy nghĩ ấy, khiến mình phải trăn trở ấy. Tại sao mọi người lại làm như thế? Tại sao Phương Định, tại sao anh thanh niên, tại sao những cái con người đó họ phải bỏ quê hương để họ đi kháng chiến? Hoặc là có rất nhiều người sau này khi mà họ nghĩ lại, họ nói là việc ngày đó Việt Nam không nhất thiết là phải kháng chiến gì cả, cứ ngồi đợi rồi kiểu gì là đế quốc thực dân nó sẽ trả lại thuộc địa cho mình, như Thái Lan, như một số nước khác ấy, có cần phải đánh đấm gì đâu. Nhưng mà không các bạn ạ, phải đến khi nào vậy, mình phải ở trong một cái hoàn cảnh nó rất là ngặt nghèo và mình không biết là tương lai của mình là làm sao, mình không muốn cái tương lai đó lại tùy thuộc vào cái bàn tay của người khác, nên là mình phải tìm mọi cách để vùng vẫy để thoát lên. Thì trong quá trình làm việc ở Yên Văn và cùng với các bạn ấy sáng tạo ra những cái sản phẩm như vậy, nó đã giúp mình nghĩ rất là sâu về câu chuyện của quá khứ, giúp mình tìm về lịch sử và đặc biệt là giúp mình suy nghĩ về chính con đường của bản thân mình. Thì mình nghĩ đấy chính là những cái bài học và những giá trị lớn nhất mà Yên Văn mang lại cho mình. Làm lãnh đạo, là một người dẫn dắt thì không hề dễ dàng một tí nào. Vừa phải nghĩ cách để kiếm được tiền cho công ty mà bây giờ vẫn nghĩ chưa xong, và vừa phải nghĩ cách để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để các bạn ấy tiếp tục đóng góp. Mình cảm thấy rất là khó khăn, nhưng mà thật sự là trong một năm qua mình trưởng thành rất là nhiều. Có rất nhiều bài học đã được rút ra và mình đã đều để ở trong cuốn sách này hết rồi. Nên nếu như mà các bạn thật sự muốn tìm hiểu văn học cách mạng, muốn tìm hiểu một cái nguồn cảm hứng để theo đuổi ước mơ, hoặc chỉ đơn giản là các bạn muốn học lại kiến thức về từ vựng tiếng Việt để yêu hơn ngôn ngữ Việt Nam, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt mua hoặc là tìm cuốn sách này của chúng mình. Hiện tại sách còn rất là ít và phải sang năm mới, sang 2024 thì chúng mình mới có kế hoạch tái bản. Và lần này sẽ là tái bản qua nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, nên là thủ tục nó sẽ lâu hơn. Nếu coi Yên Văn là một em bé thì hôm nay mình rất vui vì em bé đã có tuổi và em bé đã bắt đầu biết đi, đã bắt đầu biết nói những tiếng đầu tiên. Mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Yên Văn. Hành trình với Yên Văn càng nhắc cho mình về một điều quan trọng, đó là tinh thần đoàn kết. Tất cả những ước mơ lớn trên đời đều không thể thực hiện bởi một người duy nhất, cần phải có sự đoàn kết. Mình và các bạn nhân sự của Yên Văn đã rất cố gắng để đoàn kết, để gắn bó với nhau. Và mình cũng biết rằng ngoài kia còn rất nhiều khán thính giả, các bạn độc giả, các bạn cũng đang đồng hành cùng chúng mình. Dù các bạn vẫn còn là những em bé lớp 6, lớp 7, chỉ lớn hơn con trai của mình một chút thôi, hoặc các bạn đã là phụ huynh, là thầy cô rất nhiều tuổi rồi nhưng mọi người vẫn rất trẻ và tâm hồn phơi phới. Những công việc này đã cho mình cơ hội gặp gỡ rất nhiều, đã cho mình cơ hội được giao tiếp để gặp rất nhiều những nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Và mình rất biết ơn điều đó. Hôm nay là sinh nhật Yên Văn và trong buổi sinh nhật này thì mình chỉ muốn nhắc lại một điều mà mình rất là tâm đắc.
Ước mơ không phải điều gì sẵn có, cũng không phải điều gì không thể có. Ước mơ chỉ là một con đường để ta khai phá và vượt qua. Ngay bây giờ, mình muốn giới thiệu với các bạn là những người đã cùng mình thực hiện ước mơ. Chúng mình đã cùng nhau bắt đầu con đường. Mà các bạn biết không, kỳ thực ấy, trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi. Chúc các bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Và biết đâu trong quãng thời gian đó, trên hành trình đó, sẽ có Yên Văn đi cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và bây giờ mời các bạn hãy gặp đội ngũ Yên Văn của chúng mình. Mãi yêu, chúc mừng sinh nhật Yên Văn. Có thể nói rằng Yên Văn đã mở ra một trang mới trong hành trình khám phá bản thân của mình. Mình có thêm nhiều mối quan hệ mới này, mình cũng có một thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn và cùng với đó là những cơ hội và trải nghiệm mà mình nghĩ là chỉ khi làm việc với Yên Văn thì mình mới có được. Trong Yên Văn thì mình có thể được xem là nhỏ tuổi nhất cho nên là mình rất được các anh chị cưng chiều và hay được anh chị giúp đỡ. Ở đây mình học được rất nhiều điều mới, những điều mà trước nay mình cứ nghĩ rằng là mình đã biết hết cả rồi. Những bài học đấy sẽ đến từ sếp của mình, đồng nghiệp của mình và các bạn khán giả nữa. Và mình đã đem chính cái bài học này vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, như là công việc học tập và công việc làm việc trên trường. Mình cảm thấy rằng là Yên Văn đã thực sự chứng kiến rất nhiều sự trưởng thành của mình với tư cách là một người học truyền thông và có đam mê về giáo dục. Các bạn khán giả cho mình biết là khi nào mình đang làm tốt và mình cũng tiếp tục phát huy. Nhưng mà để ra những sản phẩm chất lượng và tốt như vậy thì mình cũng phải sửa đi sửa lại rất là nhiều lần. Có những đêm ngồi làm bài cũng muốn phát hu nữa. Nhưng mà đến hôm nay thì mình rất là tự hào vì nói rằng là mình là một trong những người đầu tiên ở đây cùng với Yên Văn. Ở tuổi 19, đôi khi mình cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu sót, non nớt và vụng về. Nhưng Yên Văn đã nhắc cho mình nhớ rằng mình cũng mới 19 tuổi thôi, mình không cần ép bản thân phải trưởng thành nhanh quá. Và Yên Văn thật sự đã giúp mình dần dần lớn lên bằng cách luôn bao dung, nhẹ nhàng và kiên nhẫn với mình. Mình nhận ra rằng tiếng Việt này, ngôn từ nói chung và văn học đem lại một cái giá trị về mặt tinh thần rất lớn. Việc đọc và viết là một cái liệu pháp chữa lành về tâm hồn rất hiệu quả. Và Yên Văn đã truyền rất nhiều cảm hứng và tình yêu văn học cho mình. Mình có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác Nguyễn Quang Thiều, bác là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Và nó là trò chuyện thôi, thế nhưng mình cũng không nói được gì nhiều đâu, tại vì là toàn ngồi cùng với những cây đa cây đề mà. Mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sếp của mình, tới các bạn đồng nghiệp và đội ngũ Yên Văn. Và tới tất cả các khán giả, những người theo dõi đã và đang theo dõi Yên Văn từ những ngày đầu tiên. Nhân ngày sinh nhật của Yên Văn thì mình chúc Yên Văn ngày càng phát triển hơn nữa, mang thật nhiều giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng. Sẽ có nhiều dự án thành công nữa và mình cũng được mong là sẽ được đồng hành cùng Yên Văn trong những dự án tiếp theo. Mình xin chúc Yên Văn sẽ ngày càng lớn mạnh và sẽ luôn tỏa sáng như ý nghĩa hoạt động của công ty. Mãi yêu Yên Văn, mãi yêu các bạn. Chúc mừng sinh nhật Yên Văn.